Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Chào mừng các bạn đến với kỷ nguyên mới của Liên Quân Mobile, chiến trường 3.0. Một sự thay đổi rất lớn về hình ảnh và âm thanh. Đây là bản nâng cấp đẹp nhất từ trước tới nay của Liên Quân Mobile. Mọi thứ tại Bình Nguyên Vô Tận sẽ khoác lên một cánh đồ họa mới, bóng bẩy hơn, sáng nét hơn, đảm bảo các bạn sẽ có được những trải nghiệm cực đã với phiên bản này. Để tận hưởng được toàn bộ vẻ đẹp của chiến trường 3.0, chúng tôi đã thêm một bước tùy chọn đồ họa nữa. Các bạn hãy tìm hiểu trong phần cài đặt. Giao diện của phiên bản đã được nâng cấp, đẹp hơn và tối ưu tuyệt đối. Các chế độ chơi giờ đây được sắp xếp lại, ngăn nắp và các bạn có thể dễ dàng tìm được thay vì phải vuốt chọn như trước. Muốn chiến đấu với người chơi khác, bạn lựa chọn chế độ võ đài. Xả hơi sau những trận xếp hạng căng thẳng, hãy tới chế độ giải trí. Chế độ tập huấn được đưa vào màn hình góc trên bên phải, rất thuận lợi để nhìn và chọn lựa. Mặc định, khi người chơi đạt cấp độ 7, họ sẽ được mở khóa tất cả những viên ngọc cấp 1, không phải mua từng viên như trước nữa. Hệ thống ngọc được đổi mới hoàn toàn từ phiên bản này. Các bạn sẽ không thể mua ngọc và bán ngọc được nữa. Với những viên ngọc thừa, bạn có thể phân rã lấy mảnh ngọc. Dùng mảnh ngọc này và vàng để nâng cấp lên những viên bạn cần lên cấp cao hơn. Ngọc cấp 2 và cấp 3 giờ đây được nâng cấp từ ngọc cấp 1. Mua ngọc như trước sẽ tốn rất nhiều vàng, còn với cách nâng cấp này, kinh tế hơn nhiều. Bảng ngọc đã được sắp xếp lại, dễ nhìn hơn và bạn có thể nhìn vào điểm cấp độ để biết ngọc cấp 3 của mình đủ hết chưa. Lần đầu tiên xuất hiện đó là hệ thống phù hiệu. Chính bạn sẽ tự xây dựng cho bản thân những điểm phù hiệu thích hợp để sử dụng trong trận đấu. Điểm phù hiệu được chia thành 3 điểm chính và 2 điểm phụ với 4 hệ chính: cung điện ánh sáng, vực hỗn màng, rừng nguyên sinh và thành khởi nguyên. Mỗi hệ đều cho bạn một sức mạnh khác nhau, số lượng điểm phù hiệu vô cùng phong phú, bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Chúng tôi hy vọng với điểm phù hiệu, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn và kết quả kịch tính hơn. Những tướng quốc dân sẽ có một hình ảnh mới toanh trong phiên bản cập nhật lần này. Những vị tướng đã đồng hành cùng các bạn bao mùa xếp hạng giờ đây đã trở nên đẹp hơn, hiện đại hơn bao giờ hết. Hãy cùng xem nhé. Fire. I am Heaven's will. Nothing can stop me. My spear shall deliver justice. Relax, we will be just fine. Die! Từ đó hoang chẳng điều gì đã có đó giữa trời. Về khắp nơi thiên hà là bóng tối và bóng đêm. Chẳng điều gì tồn tại. Bạn vượt sinh ra vì ánh sáng từ đâu vượt qua thế giới mơ ra. Dù chìm vào ngàn cơn giao tranh giữa bóng tối ánh sáng vây quanh, bạn vượt lại về bên hai phe thiên và ác vẫn thế cận kề. Ánh sáng chiếu khắp trên nhân gian, bóng tối ngăn những đám mây tan. Ác ma hắc ác mang mây đen, ngăn ban mai tới mang màu nắng.
Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.